Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho Thành Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong tháng 12 âm lịch thì những gia chủ tuổi Hợi có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Vậy nên làm việc gì cũng phải rất cẩn trọng bởi vì bạn có thể gặp phải một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả bạn nhé. Bởi vì có thể nói rằng khi mà thành công và may mắn đến với mình thì những chuyện thị phi, tay ách cũng kèm theo. Việc trở nên hòa đồng thân thiết với mọi người ở trong công ty thì sẽ giúp cho tuổi Hợi rất nhiều. Bạn hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình hỗ trợ giúp cho đồng nghiệp thì sẽ giúp cho bầu không khí trở nên hài hòa hơn và có một tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết cho phần luận giải tử vi của người tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Hợi tháng 12 âm lịch cho rằng vận trình công việc của bạn không được tốt lắm, bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi và không có tinh thần làm việc. Mục tiêu đề ra chẳng dễ để hoàn thành, liên tiếp vấp phải những thị phi, nhiều người gây cản trở cho bạn, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến. Công việc không được như ý, lại còn bị nói xấu sau lưng khiến cho bạn áp lực tinh thần đè nặng, phải thực sự vững vàng mới có thể đứng lên chống lại những điều rủi ro. Bản mệnh gặp phải chuyện phiền phức, rắc rối mà không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng lại không được như ý. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nhìn chung tài chính của các gia chủ tuổi Hợi tháng 12 âm lịch không được như ý cho lắm vì công việc không thuận lợi, tài lộc của người tuổi Hợi sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn. Con giáp này có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời nếu đầu tư mạo hiểm, thấy lợi cần phải thu hồi ngay và đừng tham lam mà mất trắng. Tháng này những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào nhiều việc trong đó có cả sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Để có thể cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì kể hết. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của người tuổi Hợi theo tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Tuổi Hợi thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ và ngủ không ngon giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc và nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 12 này tình cảm của đôi lứa không được tốt, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể gây ra tranh cãi liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình thì nên trân trọng người bên cạnh và đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi giữ tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên xây dựng những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Các gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để cho vật phẩm phát huy được tác dụng công năng tốt nhất, Thầy Gia Cát đã khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Hợi. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm. Tử vi từng tuổi của tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Sự nghiệp của tuổi Ất Hợi tháng 12 âm lịch không được thuận lợi. Những ý kiến đề bạt của bạn khó được cấp trên chấp thuận và cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ. Vận trình tình duyên không được như ý, kén cá chọn canh làm cho bạn mệt mỏi chán trường. Bạn cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và tiến tới mối quan hệ xa hơn nữa. Với những người đã có gia đình, mâu thuẫn sẽ lên đến đỉnh điểm nếu bạn không biết tiết chế lời nói và cảm xúc của mình, nhẹ nhàng góp ý với người vợ, người chồng để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Tiền bạc cần phải tiết chế chi tiêu dù kiếm ra nhiều, cố gắng tích góp một khoản lớn để còn đầu tư làm ăn về sau.
cuối tháng 12 âm lịch nên đầu tư vào vốn đâu đó cùng với những người đáng tin tưởng để thu lời. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tử vi tuổi Quý Hợi tháng 12 âm lịch có nhiều biến động thăng trầm, sự nghiệp lên xuống liên tục, công việc có lúc tốt nhưng cũng có lúc bị tiểu nhân hãm hại khiến cho bạn thực sự mệt mỏi và muốn từ bỏ. Cần phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ của bản thân, đừng đứng núi này trông núi nọ, chán người bên cạnh làm cho hôn nhân đổ vỡ và cuộc sống không được như ý. Tình cảm của bạn chính là bạn phải chủ động mà thôi. Tiền bạc không nhiều nên phải hết sức hạn chế để chi tiêu những thứ cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Vận trình sự nghiệp của con giáp này trong tháng 12 âm lịch không có gì nổi bật và thậm chí là sự nghiệp bị cản trở bởi kẻ khác ngáng đường, tiểu nhân quấy phá. Tháng này tiền bạc cũng thất thoát cho nên nhất định không được làm ăn lớn, đầu tư nhiều tiền vào một mối làm ăn nào đó kẻo có nguy cơ mất trắng. Tiền bạc không nhiều cho nên bạn phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền không có ở trong túi của mình bạn nhé. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Về vấn đề sức khỏe, người tuổi Kỷ Hợi cần phải lưu tâm để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc phải những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi của mình để giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ. Đó chính là một cách giúp cho mệnh chủ có thể cải thiện được tính tình cũng như là tình hình sức khỏe của mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021 tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, lục hợp tí, tam hợp tỵ và dậu thành kim cục, xung mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Đối với người tuổi Hợi, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vùng tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021, ngày âm lịch ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp và Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, vân vân. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi của tuổi Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ tuổi Hợi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy Gia Cát quý vị nhé. Thưa quý vị, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2021 âm lịch cho các gia chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch.
phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.